Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân phần 2 tập 53, Chiến chó trở về, sự thật được làm sáng tỏ. Tấn thừa nhận giết ông Thắng và làm bố của Dũng, nhưng ngay sau đó đã đánh ông Sinh bầm dập tay tua để thu lại máy ghi âm ghi lại lời chú tội. Liệu sau khi Chiến chó trở về, sự thật có được phơi bày trong bộ phim Hương vị tình thân hay không? Quá khứ giết người của ông Sinh tiếp tục bị Thi và Tấn xới lên, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và mối quan hệ hiện tại của mọi người. Nghi ngờ, ông Sinh dọa nạt mình. Thi thuê người livestream tố ông Tấn, tố ông Sinh là kẻ giết người ngay trước mắt Nam, Long và bà Dần. Ngay cả khi Nam đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ, Thi cũng thản nhiên cho rằng ông Sinh xứng đáng bị như thế. Trong khi đó, Tấn cho người đánh ông Sinh đến bầm dập te tua sơm ướt. Khi ông Sinh tìm đến nhà ông Tấn, trước mặt ông Sinh, ông Tấn không ngại ngần thừa nhận mình chính là người giết ông Thắng, cũng là bố của Dũng đấy. Chính tao là người giết đấy, mày làm việc tao, mày có bằng chứng không? Tao có tiền thì tao có quyền, không ai tin lời một thằng tù tội như mày được. Tấn nói với ông Sinh, gã giang hồ gian ác còn yêu cầu ông Sinh về quê mà sống, mang theo vợ con thằng Tuấn Dê để mà chăm sóc. Lời thú tội của Tấn đều bị ông Sinh ghi lại, nhưng ngay sau đó Tấn đã cho đàn em đánh ông Tấn bầm dập để thu lại máy ghi âm, không quên tiếp tục cảnh cáo ông Tấn phải biết điều. Ông Sinh phải biết điều. Sau khi nghe chính Tấn thừa nhận giết người, ông Sinh sẽ để yên hay quyết tâm tìm ra bằng chứng minh oan cho mình? Theo tiết lộ của một thành viên đoàn làm phim Hương vị tình thân, những tập tới khán giả sẽ bất ngờ khi phát hiện sự xuất hiện của Chiến chó. Khi Chiến chó, nhân chứng quan trọng năm xưa trở về, Tấn có còn ung dung đe dọa ông Sinh khi sự thật được phơi bày hay không? Chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết hết sức thú vị trong những tập tiếp theo nhé.